Ông con này nó ông con ông mẹ quá trời này đó nó. Rồi ông này cái cây nguyệt quế của nhà mình nó nở quá trời bông á, ông nó nhiều. Ông này là bắt đầu mùa này vào là có mật ong tươi. Mật ong thì nó có hiệu quả cho mình đó. Sáng mình ngủ dậy mình uống một muỗng cà phê hoặc hai muỗng cà phê với nước ấm thì nó giúp làm sạch cái cổ họng của mình đó quý vị. Nó sạch cái cổ họng của mình, nó sạch cái phế quản á. Mình sẽ không bị ho, sẽ không bị viêm cổ họng ho ha. Cứ mỗi sáng mình dậy mình uống như vậy, mật ong tươi nguyên chất nha. Thì nó rất là giúp ích cho sức khỏe và nó làm sạch đàm, sạch cổ họng. Sạch những cái bụi bẩn mà trong cái đường hô hấp phế quản mình nó hít thở hoặc là mình ăn vải rồi nó nhiều chất dơ đó quý vị. Thì mình sáng mình sẽ ăn hai muỗng, uống nước ấm. Rồi tối mình vệ sinh răng xong á, mình sẽ ăn hai muỗng uống nước ấm. Không bao giờ quý vị bị bệnh viêm, bệnh ho, bệnh sốt, bệnh COVID, COVID gì đâu nha quý vị. Tại vì nó không có mình sanh ra cái bệnh mà COVID, COVID đó thì nó cũng từ cái cổ họng mình. Viêm ho rồi vi khuẩn nó tấn công. Thì bây giờ mình nâng cái đề kháng của mình lên, mình làm sạch cái đường cổ họng của mình thì nó không có bị viêm ho gì hết ha. Nó đi hút mật này, đó nè. Quý vị thấy không đó? Hút mật đó, đó. Quý vị nghe nó ù, nó như quay từng con nhưng mà thật ra nhiều lắm. Nó bay ù vù 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 vù. Với lại là ong con á, nó đẻ ra quá trời ong con luôn. Ong con rất là nhiều. Đây là cái hoa đậu biếc này thì mình uống cũng rất là tốt cho mỡ máu nha. Và ngủ rất là ngon đó quý vị nha. Tốt cho mỡ máu. Đây. Và ngủ rất là ngon. Nếu mà mình uống cái hoa đậu biếc này như nhiều quá mà như làm biếng phơ hái đó, rồi làm biếng phơi. Chứ nhà mấy cô chú kia, anh chị kia là mấy quý vị kia rất là siêng nha. Hái hết khôi khô bán một lạng như vậy là 10 ngàn, lạng ký 100 ngàn để làm trà uống và giải cái gì giải nhiệt mùa hè và cái giúp lọc mỡ máu. Rất là nhiều luôn, chỉ cần một bình thường nó cũng rất là nhiều rồi quý vị ơi. Nhưng mà hôm qua một trận mưa thiệt là to đó thì hôm nay nó lại xanh mượt hơn và nhiều hơn. Quá trời luôn ha, quá trời bông đẹp luôn. Cái cây nguyệt quế như trồng hồi đó nó có bằng bằng một cái nhánh này thôi. Là cái nhánh này. Đây. Một cái nhánh nhỏ trong cái chậu nhỏ thôi mà bây giờ nó về rồi nè. Cái gốc nó to và nó sum xuê sau 3 năm mà nó sum xuê vậy đó. Nó sum xuê vậy. Đây là cái cây trước cửa nhà. Nó có mới đầu tiên nó có tí tẹo thôi, nó có một nhánh này thôi. Mà như trồng bây giờ nó đẻ ra một bụi kìa. Thiệt là to luôn nè, đó nó cao. Ngút trời mây luôn rồi nè. Cao lên mấy nhà luôn nữa quý vị đó, nó cao lên mấy nhà luôn rồi. Cao lên tới cái mái nhà, đụng mái nhà luôn. Ghê không? Giống như là khổ qua rừng á. Nó mọc. Đó, bắt đầu bây giờ nó mọc nó bò theo cái tường nhà này ha. Đấy cái tường này như có móc cái hàng À, nó rào. đợi mưa là nó lên. Đó. Và nó lên mãi mãi, khi nào trời nắng mà mình tưới nước á thì nó cũng còn hoài, mà nắng quá mình không tưới nước á
thì nó hết, nhưng mà không bao giờ nó mất giống, nó cứ hết rồi mưa xuống nó tự mọc. Bây giờ Nhi sẽ bỏ cây ở đây, Nhi sẽ bỏ mấy cái cây ở đây để cho nó bò lên cho nhiều để mình hái mình uống. Và cái một phần là mình hái uống tươi, phần mình uống khô, rồi một phần là mình nấu với lẩu trứng vịt lộn á. Trời ơi, tao nói ăn thì thôi rồi luôn, nó vừa mát ha, cho đường ruột, nó vừa giúp sức khỏe, nó vừa tốt cho máu, cho gan. Mà nếu mà mình ăn chay được thì càng tốt. Còn không, mình nấu với trứng lộn á, thì dù có táo bón cỡ nào đi nữa mà mình ăn cái này với trứng lộn thì nhuận trường ngay ha. Không những lâu lan mới nhuận trường mà khổ qua rừng cũng nhuận trường nha mấy người. Một đống cây đu đủ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 chỗ. 8 cây nó mọc một chỗ, 9 là nó không có trái nổi. Đúng một cái cây này có một trái. Này quý vị. Biết làm sao mà đúng một cây này nó có một trái không? Vì nó chật, nó chen chút nhau á, nó không có ra trái nổi. Trái này đu đủ dài nha. Rất là già rồi. Còn cái này nấu canh giò heo hoặc là nấu canh chay. Thường thì một nửa mình sắc ra, mình phơi héo héo đi, mình làm mắm chay. Còn cây kia to thiệt là to, có một trái nhỏ xíu rồi cái quý vị. Thôi rồi Nhi ăn xong cái Nhi thấy cái giống nó tốt, nó ngọt, cái Nhi mới đổ hột xuống đây. Rồi cái từ từ nó mọc lên. Đổ hột lên tí nước. Cái cây kia nó có một trái đó, có chút xíu xíu rồi đó, thấy không quý vị thấy không? Đó. Đó. Có một trái nhỏ quắc vậy thôi. Và Nhi trồng đây là một bụi chuối, hai bụi chuối. Có nghĩa rằng là mấy bụi này là bụi chuối con nó mọc ra quý vị. Còn cái bụi chuối chín này nó chết. Là biết làm sao nó chết không? Và mấy cái bụi con này nó bị ảnh hưởng, nó không có sống nổi luôn. Nó lớn, nó bị cằn cõi luôn. Là cái sai lầm của Nhi là hôm bữa Nhi ngâm cá đó, Nhi ngâm cá ngừ với muối á quý vị, với nước pH 10.5 á, để nó lấy cái phân ure trong cá ngừ ra. Thì mình quên mất là cái thau nước ngâm cá là có muối hột. Thì mình mới nghĩ trong đầu là tưới cái nước cá này vô cái gốc chuối á, cho nó tốt cái gốc chuối. Thì ai ngờ đâu, một buổi trời đẹp trời, cái muối đó nó thấm xuống cái gốc quý vị. Thế là cây chuối mẹ đã ra đi, và mấy cái chuối con lần lượt mọc lên. Nè, nó mọc trong cái gốc chuối mẹ nữa quý vị đó nè. Nhưng mà nó không có lớn nổi là vì nó còn cái bị ảnh hưởng cái muối đó ở dưới cái gốc chuối đó. Cho nên quý vị thấy không, muối nó rất là tốt cho ngâm rau, ngũ quả và cá thịt nha. Muối hột của mình á, muối hột đó quý vị, phải muối hột mới được nha. Đó, nó lớn nè, coi này đó, mưa xuống là nó tuyệt vời không? Nó xum xuê như vậy đó quý vị. Tối nay Nhi trồng không thiếu bất cứ một cái cây gì. Nhi trồng không thiếu bất cứ một cái cây nào quý vị. Mà khi mà xiên á thì tưới mỗi ngày. Khi mà không xiên á, buồn rồi đó, là thôi, mày sống mặt mày, mày chết mặt mày. Có nghĩa là khi mình buồn rồi đó thì mình còn buồn huống chi là cây. Lấy đâu mà chăm sóc cây với cối. Đó, cái hoa đậu biếc Nhi gieo mà giờ nó mọc coi nè. Mọc như cái rừng U Minh luôn. Ông chú này ông xây nhà, ông để cái ống nước ông để đây luôn, ông treo ngoài gốc cây luôn. Không lấy về luôn. Đó. Và đây là sen, thì bây giờ mưa xuống nó rất là tốt tươi nè. Mùa này là mùa sen nở nha quý vị. Chỉ có là nắng quá thì nó sẽ cằn cõi. Đó, nó nở. Rồi, bụi xả Nhi trồng. Thật là to. Thật là to. Và đây là cây dừa Nhi trồng.
Dừa này chắc người ta nói có trái nhưng mình như thấy chắc dừa kiển quá. Trồng cây này ở ngoài nó cằn nha. Còn cái cây trong nhà kìa, đó nó cao tới cỡ đó đó, cây trong sân đó. À, cây trong sân là nó cao tuốt lên trên trời khoảng 5 mét rồi. Hơn rồi. Hơn 5 mét rồi quý vị, cao bằng cây tràm luôn. Và cái cây tràm này Nhi cũng trồng luôn nha, Nhi gieo cái hồ. À, cái hột nó văng ra nhưng mà nó mọc lên thì mình mới chăm nó, mình cắt nhánh cho nó bự vậy đó, rồi nó lớn. Chứ nếu mình giục là nó chết rồi. Cái dừa trong nhà nó cao vậy đó. Nhưng mà nó không có trái, chắc là dừa đực hay sao. Nó chưa có trái. Đó, cái cây tràm nó bự được cỡ này nè. Cây này nó giữ đất, giữ nước và nó giữ gió cho mình và nó tiết oxy cho mình thở. Cho nên Nhi rất là mê cây xanh đó quý vị ơi. Cái cây gì mà như thấy trồng được là như cứ thả xuống cho nó sống, cho trồng bất cứ cây gì. Rồi thì cái video sáng hôm nay Nhi muốn chia sẻ với quý vị là mình phải yêu thích, yêu quý thiên nhiên nha quý vị. Đó, trước cái sân nhà Nhi và bên hông nhà Nhi đó, đó cây nó tùm những quý vị thấy đó, nhà đó, nhà thì cái nhà Nhi nó một nửa xây thôi, còn một nửa là mái lá. Cái mái lá là đó, quán cà phê. Thì bây giờ Nhi sẽ kéo cái cây này, ấy dạ, kéo cái cây này qua đây này. À, Nhi kéo cái nhánh này, kéo cái nhánh này qua đây để cho mấy cái lá cây phủ qua đó nó bò lên. Đó, bây giờ Nhi để cái nhánh này cho nó bò lên, nó bò ra tới kia đó, cái hông và bên còn cái nãy là ở ngoài hàng rào bên hông, nãy là bên hông hàng rào, cái này là trong cái sân đó, hàng rào đó, vì thấy không? Cho nên là cái buổi video sáng hôm nay Nhi gửi cho quý vị là mình cơ thể của mình đó quý vị, có sức khỏe hay không thì rất là cần cái cây xanh ha. Cho nên tại sao mà ở các nước á, văn minh người ta thiết kế nhà rất là đẹp, người ta trừa sân và không gian rất là đẹp và trồng cây rất nhiều. Và nhà người ta không có đắp sắt thép xi măng nhiều mà người ta làm bằng gỗ, bằng cây. Tại vì có người mà cần oxy, cần nước. Cứ sắt thép xi măng nhiều vô là nó bịt bồng hết oxy và không khí, cho nên con người mới sanh ra bệnh tật nhiều. Đó, xây nhà cho to cho cao nhưng mà bệnh hoạn nằm một đống. Bởi vì nhà to cao thì nó cũng là lệ thuộc vào xi măng cốt thép thôi, chứ nó cũng không có ý nghĩa gì cho sức khỏe. Có sức khỏe là phải vườn rộng, cây nhiều, nhà sạch sẽ, tươm tất, ngăn nóc và thoáng mát để đón không khí, cũng như là cây xanh tiết ra oxy, nó hấp thụ cái chất thải thức dơ. Nó có hai tác dụng, cây xanh là nó có hai tác dụng như quý vị. Một phần là nó tiết oxy, một phần là nó hấp thụ những cái độc tố giúp cho mình. Đây là cái vòi lan chuẩn bị ra bông nữa nè. Nghĩa là ai mà vô cái nhà của Nhi, quán Nhi á, là nói là sao Nhi nó trồng cái gì nó cũng ra bông xum xuê, trồng cái gì cũng bông nhiều hết hay vậy ta. Thì thưa quý vị là em mặn mộc, cho nên em rất là cần cây xanh, rất là cần nước. Và em trồng cây gì cũng xanh mướt, em trồng cây gì hoa cũng nhiều. Đó, chỉ có trái là chưa có thôi. Là chẳng hạn như đây là cây sứ này ha. Sứ này là sứ trắng. Sứ trắng. Sứ này là sứ trắng. Đây cây dừa nè, quý vị thấy nó cao ghê không? Đó, nó cao tuốt có lâu ở trên trời luôn. Đó, cây dừa. Đó. Và cái hồ sen nho nhỏ của em. Hồ sen nho nhỏ của em. Hồ sen. Sao màn hình nó gần vậy ta? Nó không thâu xa màn sen của em. À, chưa có trái, dừa chưa có trái. Ở ngoài kia cây mà nó đẹp hơn nữa, quý vị thấy không? Đó, nó đẹp hơn. Là do cái lúc đầu trồng nhiều cây sẽ có kinh nghiệm nha quý vị.
như bỏ tro với đó nhiều quá nó bị nóng, cái cây nó mất dinh dưỡng cho nên nó không lớn nổi mà nó cứ cằn cõi, nó sống vậy đó. Là do mình, còn cái cây này thì không có bỏ tro ở dưới gốc mà bỏ phân bò ở trên, cho nên nó tốt tươi kinh khủng. Mà đây là cây xoài em trồng. Trưa nắng thì các em mèo á cứ lên mấy cái gốc này nè, nằm mấy cái bệ này nè quý vị, lên mấy cái gốc này nằm nghỉ ngơi. Đó, cứ nhánh nhánh này là chỗ mèo nó lên nó nằm nó nghỉ ngơi buổi trưa mà nắng quá đó. Và rất là nhiều nhánh và xum xuê tốt nhưng trái thì chưa. Đó, hình như là mình là nữ mình trồng trúng toàn cây đực không hay sao, không có trái. Đó quý vị thấy không, cái xoài đó, đó nó to, nó xum xuê, nó cao vậy rồi đó. Nhưng mà nó không có, chưa có trái nha. Cứ cây bự á là nó chưa trái, nó không có trái. Mà trồng mướp, trồng rau rồi thì ú trà bông rồi thì nó xum xuê, tùm. Còn mấy cái cây bự này giống như là cây cổ thụ đàn ông hay sao, nó che chở cho mình, nó không có trái. Hồi đó như cắt cái đọt sớm quá cho nên nó ra cái nhánh nó hơi thấp, sát mặt sân luôn. À, tại vì cắt để dưỡng cái gốc á, mà mình cắt sớm quá thì cái xoài nó thành nhánh thấp. Còn hai cây xoài bên kia, à được rồi, là em có trồng cây mít nữa quý vị, nhưng mà nó lên cao rồi nó mới ra trái bói. Kia là cái buồng chuối nha, buồng chuối rồi đó, có cái buồng kìa đó. Không, chuối thì em trồng nó có trái như quý vị, mà trái nhiều lắm, buồng nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt cái chuối này á, nó được có một buồng thôi kìa đó. Không, đây hai cây xoài này thì nó em không có cắt nhánh sớm cho nên cái nhánh nó rất là cao và cái cây nó rất là cao. Đây đó, đó hai cây xoài này đó, nó cao lên trên mái nhà luôn rồi đó, hơn mái nhà luôn rồi nè, hơn mái nhà luôn đó, nó cao kinh không, chưa có trái. À, tốt lắm, tốt mã. À, tốt nước sơn. À, nhưng mà hoa hồng. Tốt mã rã đám, à, tốt nước sơn chứ chưa có tốt gỗ nha, nước sơn thôi. Gỗ chưa có tốt lắm đâu. Đó. Đó là bên phải, bên này là bên trái và trong này là cái quán. À, quý quán quý vị. Quán. Đó cái quán đó, nhìn trong cái gương là thấy nguyên cái quán ra vậy đó. À, giọng quán nhà cửa đi vô rồi, sân phải trong. Bữa em trồng ở trước đó nhiều lắm hoa, à, cái gì cái bông gì, à, bông gì tím tím ta, hoa tigon. À, em thấy trời mưa nó tùm, em sợ rắn nó ở, em đem tháo hết rồi. Cái này hai cái cửa, ba cái cửa này cửa kho, còn đây là cái cửa nhà nữa mà chưa mở. Đây là cái tủ thờ, à, cái ngoài sân, cửa sổ bên hông tủ thờ đó, ngoài sân. Rồi rồi đây là cái cửa đi ra nữa. Ô, nhà em á, em làm tường lưa tới lửa hết quý vị ơi. Nói chung làm cái kiểu nhà ở quê á, nó vui lắm.